Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay máy giá rẻ.vn giới thiệu quý vị một sản phẩm máy bắn đinh Tizen. Về cấu tạo máy bắn đinh Tizen thì bao gồm rất nhiều kết cấu được thiết kế chuyên biệt. Cái máy này sử dụng chủ yếu bằng lực của tay tích hợp vào lò xo của máy, và cái lò xo này sẽ tích lực lại để giúp bạn sử dụng bắn cái đinh chuyên dụng. Bạn có thể kết nối chiều dài của nó phù hợp với mức trần bạn cần bắn. Sau đó bạn dùng lực đẩy mạnh. Khi đến chớm thì máy sẽ tự động phóng cái đinh vào trong bê tông và sẽ làm cong cái đầu đinh, đảm bảo lực rất chắc. Và với máy này thì có nhiều cấu kiện khác nhau, có thể lắp chiều cao của máy lên tối đa tận 4-5 mét tùy theo. Việc lắp ráp Tizen trở nên đơn giản hơn trong việc lắp ống cứu hỏa, điện, đường hầm, ống hút gió. Máy có thể sử dụng các loại đinh bấm xuyên qua thép, để các bạn có thể nhìn thấy rất chắc, chỉ cần một nhát, thay vì những phương pháp cổ truyền thì các bạn sử dụng máy khoan rất nặng và tốn công. Máy của chúng tôi đạt nhiều tiêu chuẩn đảm bảo xuất trên thị trường châu Âu cũng như trong nước. Máy sử dụng những công nghệ chuyên biệt, máy chuyên biệt để tạo nên những sản phẩm đồng đều có chất lượng cao. Với những sản phẩm Tizen M6, M8 thì máy bắn rất đơn giản. Bạn có thể nhìn thấy bắn xuống nền bê tông, chỉ một thao tác rất đơn giản. Bạn chỉ dồn lực, ấn một phát là sẽ xong. Thay vì những phương pháp cổ truyền bạn phải khoan đâu đây, giờ bạn chỉ cần bắn một lần. Mỗi một cái mối bắn lên trần có thể chịu tải trọng lên tận 3-4 tạ tùy theo. Sau đây sẽ là một cái thí nghiệm mà bên công ty sản xuất đã làm ra. Các bạn có thể nhìn thấy một thanh Tizen bắn một cái đinh và đã chịu tải rất là tốt với 7 người hoặc 8 người. Đấy, 7 người bạn có thể nhìn thấy co chân lên, 8 người vẫn cứ bình thường, 8 người tương ứng khoảng độ 4 tạ rưỡi. But if you close your eyes.